Xin cùng viên Xuân Anh và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật cuối tuần của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, mở rộng ra Houston, Texas trên băng tần 27.7 và trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức nổi bật như sau. Cộng đồng đứng trên những ngọn đồi cháy ở Chile sau trận hỏa hoạn. Người dân Sofia tổ chức cầu nguyện cho ông Navalny bên ngoài đại sứ quán Nga. Thống đốc Texas xây dựng căn cứ quân sự gần biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Công nhân Hoa Kỳ xây hàng rào cao hơn dọc biên giới Mexico. Tổng thống Joe Biden nói rằng ông đã đưa ra yêu cầu với ông Netanyahu về lệnh ngừng bắn tạm thời. Và bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trình. Vâng, kính thưa quý vị, cộng đồng đứng trên những ngọn đồi cháy ở Chile sau trận hỏa hoạn. Đất cháy bao quanh 70 ngôi nhà ở khu Villa Botania, ngoại ô thị trấn ven biển Viña del Mar của Chile. Cháy rừng vào hồi đầu tháng này quét qua các khu vực của Viña del Mar và Valparaíso đã giết chết ít nhất 132 người, đánh dấu thảm họa tồi tệ nhất của quốc gia Nam Mỹ kể từ năm 2010. Tuy nhiên, khu phố Villa Botania nằm trên ngọn đồi cao có bụi rậm bao quanh không bị ảnh hưởng. Người dân và quan chức cho biết Villa Botania đã được cứu nhờ một dự án cộng đồng nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. Trước khi ngọn lửa bùng lên, cộng đồng đã cắt bỏ thảm thực vật, cắt tỉa tán lá và dọn rác xung quanh những ngôi nhà trên đỉnh đồi. Họ cũng mang nước vào để giữ ẩm cho đất, đồng thời xây tường và rãnh xung quanh khu vực để ngăn ngọn lửa đến gần. Và người dân Sofia đã tổ chức cầu nguyện cho ông Navalny ở bên ngoài đại sứ quán của nước Nga. Người dân ở thủ đô Sofia của Bulgaria đã tham dự buổi cầu nguyện cho ông Alexei Navalny bên ngoài của đại sứ quán Nga hôm thứ Sáu, sau khi chính quyền Nga đã cho biết là ông đã chết tại trại giam ở Bắc Cực. Doanh nhân Mark Kinche đã cho hay là ông đã bắt đầu khóc khi nghe tin này vào đầu ngày. Ekaterina Chukova, một người tị nạn chính trị từ Nga đã cho biết, hy vọng đã không còn nữa. Cái chết của ông Navalny, một cựu luật sư 47 tuổi, đã cướp đi nhà lãnh đạo can đảm nhất của phe đối lập Nga khác nhau khi ông Vladimir Putin chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sẽ giữ cựu điệp viên KGB nắm quyền cho đến ít nhất là năm 2030. Người biểu tình ở Munich thương tiếc cái chết của ông Navalny bằng nến cầu nguyện, gọi ông Putin là kẻ sát nhân. Ước tính khoảng 150 người biểu tình đã tập trung tại Munich vào tối ngày thứ Sáu để thương tiếc cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Nga là Alexei Navalny vài giờ sau khi vợ ông phát biểu ngắn gọn tại hội nghị an ninh Munich gần đó. Theo một trong những diễn giả của cuộc biểu tình, buổi thắp nến tưởng niệm tại quảng trường Odeonsplatz được tổ chức vội vàng bởi một thành viên của chiến dịch tự do cho Navalny. Sau một phút im lặng, những tiếng hô vang "Putin là kẻ sát nhân" vang lên bằng tiếng Nga và tiếng Đức. Cơ quan quản lý nhà tù Nga cho biết ông Navalny đã chết vào hôm thứ Sáu. Ông là đối thủ trong nước gay gắt nhất của ông Vladimir Putin, người mà ông cáo buộc đã cố giết ông và khiến cho ông phải bỏ tù vì những cáo buộc không có thật cũng như không được chăm sóc y tế. Ông ấy mất khi vừa vào 47 tuổi. Và show của Senegal hứa sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tổng thống bị trì hoãn càng sớm càng tốt. Tổng thống Senegal Macky Sall hôm thứ Sáu đã cho biết ông sẽ hoàn toàn tuân thủ quyết định của tòa án hủy bỏ việc hoãn bầu cử của tổng thống tháng 12, đồng thời cũng cam kết tổ chức tham vấn
về vấn đề tổ chức bỏ phiếu sớm nhất có thể. Dự luật đẩy lùi cuộc bầu cử vào ngày 25 tháng 2 và đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn bầu cử đã bị Hội đồng Hiến pháp Senegal hủy bỏ vào thứ Năm ngày 15 tháng 2. Ông Sô đã phải chịu áp lực đáng kể để chấp nhận phán quyết này. Cuộc khủng hoảng bầu cử kéo dài một tuần đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực và cảnh báo về sự độc tài quá mức tại một trong những nền dân chủ ổn định hơn ở Tây Phi sau cuộc đảo chính. Một cuộc biểu tình khác chống lại sự chậm trễ dự kiến cũng sẽ bắt đầu ở thủ đô Dakar ngay khi Tổng thống đưa ra phản hồi của Sô. Ít hơn 100 người có mặt khi cảnh sát chặn lối vào các điểm, nhưng người dân gần đó đã bày tỏ sự nhẹ nhõm trước quyết định tôn trọng tòa án của Sô. Bản tin tiếp theo cho hay nhà điêu khắc Gabon biến giấy vụn thành tác phẩm nghệ thuật Eddie Hendrix. Mayobo nhặt một mảnh bìa cứng từ một đống linh tinh trong studio của mình và tỉ mỉ gấp nó thành một hình tam giác nhỏ đều nhau. Sau đó anh ta đã chọn một cái khác và bắt đầu lại quá trình. Nghệ sĩ và là nhà thiết kế người Gabon này làm việc chủ yếu bằng giấy và bìa cứng tận dụng. Sử dụng kỹ thuật xếp nếp giống như origami để tạo ra các tác phẩm của mình mà anh ấy đã trưng bày ở Senegal, Burkina Faso và Nga. Anh hy vọng có thể truyền cảm hứng cho mọi người xem xét lại khái niệm lãng phí. Khi anh còn nhỏ, một nữ tu người Brazil là bạn của cha mẹ anh đã chú ý đến việc anh mày mò làm giấy và dạy anh kỹ thuật xếp nếp mà anh sử dụng ngày nay. Kể từ đó, anh đã điều chỉnh nó để tạo ra các tác phẩm điêu khắc đầy màu sắc và các đồ vật thiết kế như đèn và bình hoa. Anh Mayobo tin rằng nghệ thuật và thiết kế phải dành cho tất cả mọi người và không nên dành riêng cho những người giàu có. Các tác phẩm của anh hiện đang được trưng bày tại Gallery Alphamere của Libreville và Viện Gabon của Pháp, cũng như trong văn phòng thủ tướng. Edwin Saint-Jean-Bolt là phó giám đốc Viện Pháp, trưng bày những chiếc đèn màu đỏ và màu be do anh Yabobi đã thiết kế gần văn phòng của mình. Mặc dù mơ ước được tham gia nhiều triển lãm ở nước ngoài hơn, anh cũng có ý định thu hút khán giả Gabon và châu Phi bằng các tác phẩm của mình. Anh hy vọng có thể mở một studio được trang bị tốt hơn để có thể làm việc với những người trẻ tuổi. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn thì xứng ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình ABC để biết thêm chi tiết.